chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lam Đồng. Thưa bà con, chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của nghị quyết Trung ương số 26, nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước. Trong những kết quả đó, Lam Đồng là một trong những địa phương thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới. Để công cuộc xây dựng nông thôn mới tiếp tục mang lại hiệu quả bền lâu, thời gian tới, tỉnh Lam Đồng cần có thêm những giải pháp gì, nhất là trong giai đoạn sau năm 2020? Câu trả lời sẽ được chúng tôi chia sẻ trong phần cuối của chương trình hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với 365 ngày chuyển động. Lam Đồng có 62% diện tích gieo trồng chủ động nguồn nước tưới. Từ năm 2010 đến nay, Lam Đồng đã đầu tư 3.432 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn. Nắng hạn tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền Trung. Chuyên mục con số hôm nay, thanh long bán được giá nhờ có chỉ dẫn địa lý. Chuyện nhà nông, những giải pháp cần triển khai trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới, nhất là trong giai đoạn sau năm 2020. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lam Đồng. Thưa quý bà con, trên địa bàn tỉnh hiện có 430 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, gần 1.200 km kênh mương và hệ thống sông suối, ao hồ, cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, qua đó đảm bảo chủ động nước tưới cho khoảng 62% diện tích gieo trồng. Tỉnh Lam Đồng đã chủ động thực hiện nhiều cơ chế giải pháp để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng nước, như đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ theo phương thức nhân dân làm công trình, nhà nước hỗ trợ ca máy, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tập trung kiên cố hóa hệ thống kênh mương, thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế thất thoát nước, tuyên truyền vận động người dân đào ao hồ nhỏ để tích trữ nước, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có như hồ chứa, đập dân để tạo nguồn phục vụ sản xuất. Tỉnh Lam Đồng hiện có gần 175.000 hecta cà phê, trong đó có khoảng 165.000 hecta đang trong giai đoạn kinh doanh. Đây là loại cây trồng có diện tích lớn và mang lại nguồn thu nhập cho nhiều nông hộ, nên nhiều giải pháp đầu tư canh tác cà phê bền vững đã được ngành nông nghiệp triển khai. Trong đó, mô hình đang được triển khai hiệu quả là phát triển hệ thống cây che bóng, cây chắn gió. Theo đó, thay vì trồng thuần, nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung phát triển hệ thống cây che bóng, cây chắn gió. Những loại cây trồng được nhà nông trồng xen chủ yếu là sầu riêng, bơ, maca, vân vân. Hình thức trồng xen nói trên ngày càng được bà con nông dân phát triển do những năm gần đây giá cà phê xuống thấp. Trồng xen là hướng đầu tư vừa giúp cà phê phát triển ổn định, vừa tạo điều kiện cho nhà nông có thêm thu nhập. Hiện nay, toàn tỉnh Lam Đồng có hàng chục ngàn hecta cà phê được che bóng. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến câu chuyện phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Thưa bà con, giao thông nông thôn đảm bảo góp phần rất lớn giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, đi lại thuận tiện, tạo bộ mặt khang trang cho nông thôn các địa phương. Bởi vậy mà để phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, tỉnh Lam Đồng đã vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của Trung ương. Các địa phương đã thực hiện và phát huy hiệu quả các cơ chế đầu tư trong đề án phát triển đường giao thông nông thôn. Đến nay, mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lam Đồng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư được khoảng 1.900 km đường, trong đó xây dựng mới 705 km, nâng cấp sửa chữa 1.200 km, đầu tư làm mới và sửa chữa hơn 85 trên 1.600 mét cầu lớn nhỏ, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 3.432 tỷ đồng. Liên tục chương trình, nắng hạn tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền Trung. Chuyên mục con số hôm nay, thanh long bán được giá nhờ có chỉ dẫn địa lý. Chuyện nhà nông, những giải pháp cần triển khai trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới, nhất là trong giai đoạn sau năm 2020. Thưa quý bà con, gần một tháng qua, do nắng nóng kéo dài, mặn liên tục xâm nhập, hàng loạt trạm bơm chống hạn tại hạ lưu sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam đang trong tình trạng tê liệt. Mặc dù công tác chống hạn đang được tích cực triển khai, nhưng do hạn mặn vào sâu, hàng ngàn hecta lúa hè thu của địa phương này đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Hơn nửa tháng nay, trạm bơm này không thể vận hành để cung cấp nước cho 450 hecta lúa hè thu theo thiết kế. Nguyên nhân là do cửa thu nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng, độ mặn luôn vượt ngưỡng cho phép từ 10 đến 15 lần. Trộm bơm bị nhiễm mặn, độ mặn lên trên 10 phần nghìn, cho nên là nghỉ liên tục, ngưng hoạt động
ngày này ngày thứ 17 rồi. Nên toàn bộ cái diện tích mà của khu tưới là bị khô, có thậm chí có những nơi bị khô cháy. Hạn mặn xâm nhập sâu vào nội địa khiến cho hàng chục trạm bơm được đặt tại hạ lưu sông Thu Bồn vẫn không thể hoạt động. Hiện đã có hàng trăm hecta lúa hè thu ven sông Thu Bồn bị cháy do khô hạn, khó có thể cứu vãn. Trong khi đó, nhiều diện tích lúa đang bước vào giai đoạn làm đồng. Nếu không có những biện pháp chống hạn khẩn cấp, rất có thể nhiều diện tích lúa của người dân sẽ bị mất trắng. Cũng trong tình cảnh tương tự, thưa bà con, nắng hạn kéo dài đã và đang ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Tại huyện A Lưới, mặc dù trong những ngày qua có mưa nhưng vẫn chưa giải quyết được phần nào tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nguy cơ về một vụ mùa hè thu thất bát là điều khó tránh khỏi do nguồn nước tưới tiêu từ các hồ chứa sông suối đã cạn. Hồ thủy lợi A Lá, một trong những công trình trọng điểm của huyện A Lưới đang cạn kiệt đến trời đáy. Nhiều chân ruộng nứt nẻ, các khe suối khô cạn đã làm cho hàng chục hecta lúa hè thu của các hộ nông dân đồng bào dân tộc xã A Ngo phải đối mặt khô hạn. Dù những ngày qua nhiệt độ có giảm, thời tiết có mưa rào. Có mưa thì làm được, có mưa thì có lúa mà trăng đó. Đến thời điểm này, có gần 1.000 hecta lúa nước của huyện A Lưới đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt nguồn nước tưới nghiêm trọng. Trong đó có 80 hecta đã bị khô nẻ, không thể cứu vãn. Con số này tiếp tục tăng cao nếu nắng nóng vẫn còn kéo dài và do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư, chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa. Một số vùng thì do hệ thống thủy lợi bị hư hỏng. Phải tuyên truyền vận động bà con, trước hết là về tưới nước là phải giữ gìn, tu sửa lại những cái kênh mương bị để chống thất thoát nước. Và thứ hai là hướng dẫn bà con tưới nước tiết kiệm. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, cũng như tăng cường thực hiện việc nạo vét, khơi thông, vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các sông, kênh mương nội đồng để tích trữ nước. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đồng thời xem xét các chính sách để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do hạn hán gây ra. Xin được chuyển đến những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.000 hecta sầu riêng đã cho thu hoạch. Bên cạnh đó, mỗi năm địa phương này còn có hàng trăm hecta được trồng mới. Nhằm định hình tạo thương hiệu vùng miền cho sầu riêng, huyện Krông Bắk đang tiến hành triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên địa bàn. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Bắk cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Truyền thông Kenic để xây dựng và thực hiện kế hoạch thiết lập cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sầu riêng. Qua đó, đã có trên 310 hộ dân ở hai xã Ea Dông và Ea Kênh đăng ký tham gia truy xuất nguồn gốc cho gần 27.000 cây sầu riêng, tương đương hơn 387 hecta. Hiện nay, ngành nông nghiệp địa phương này đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phân theo nhóm vị trí địa lý để quản lý và hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bao gồm ghi nhận ký nông hộ, lấy mẫu đất, nước và khi thu hoạch sẽ lấy mẫu sản phẩm đem đi phân tích, kiểm tra vườn cây, đánh giá phân loại, hoàn thành việc quản lý theo nhóm để lập hồ sơ Việt Gáp cho từng nông hộ, tiến tới lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Cũng liên quan đến câu chuyện nâng cao giá trị cây trái, thưa bà con, lâu nay thương hiệu trái cây Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận được nhiều du khách biết đến với hương vị thơm ngon đặc biệt. Với điều kiện khí hậu mát mẻ nằm dưới chân đèo Ngoạn Mục, có tuyến đường quốc lộ 27 kết nối với trung tâm du lịch thành phố Đà Lạt, nên du lịch vườn trái cây Lâm Sơn ngày càng phát triển. Người dân và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và xúc tiến quảng bá du lịch. Gia đình anh Lê Tuấn Lương ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận có 1,3 hecta vườn trái cây thuộc khu vực Nam Sa Kai. Nhận thấy lượng du khách đến với địa phương ngày càng đông, anh đã mạnh dạn mở rộng đầu tư thêm 2 ao cá, 1 hồ bơi và 5 khu ẩm thực để phục vụ nhu cầu của du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực. Bên cạnh đó, gia đình còn là điểm thu mua trái cây của các hộ dân canh tác ở xa hơn để cung ứng ra thị trường khi nhu cầu tiêu thụ trái cây Lâm Sơn ngày càng tăng. Năm nay là mới đầu tư được cái hồ tắm. Nói chung là hiện tại là đang thu hút khách nhiều hơn. Cái giá cả mà ăn uống nó cũng hợp lệ. Nói chung là vừa túi tiền, rồi môi trường nó cũng sạch sẽ. Thí dụ năm ngoái người ta đã đi rồi, năm nay người ta vẫn tiếp tục người ta tới nữa. Mình đã đến đây là thứ hai rồi, thì cái không gian, thì cái khung cảnh của nó thì rất là nhiều trái cây, nhiều cái sự lựa chọn để cho mình thấy. Như là những cái ngày mà những cái làm việc mệt mỏi của mình có thể dẫn những người bạn bè của mình đến đây để mà giải trí. Hiện nay, xã Lâm Sơn có 400 hecta vườn trái cây với 30 hộ dân tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng, chủ yếu ở hai khu vực phía Bắc và phía Nam thác Sa Kai. Để hỗ trợ cho thương hiệu trái cây địa phương, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nông dân, hướng dẫn người dân xây dựng danh mục các sản phẩm du lịch sẵn có tại địa phương để phục vụ du khách,
như trái cây, gà đồi, cá suối hay dịch vụ ngắm cảnh tắm thác Sakai. Trong năm 2019, chuẩn bị cho cái mùa du lịch trái cây trên địa bàn của xã Lâm Sơn và cái công bố cái nhãn hiệu trái cây của Ninh Sơn, thì Ủy ban dân xã đã cái củng cố tổ liên kết trái cây, hỗ trợ cho bà con tập huấn phát triển du lịch, qua đó nâng cao cái thu nhập bà con và chứng nhận cái thương hiệu trái cây của Lâm Sơn. Hiện nay, vườn trái cây Lâm Sơn đang vào mùa cao điểm du lịch. Với công tác xúc tiến quảng bá, tạo dấu ấn thương hiệu của người dân và chính quyền địa phương trong năm 2019 sẽ thúc đẩy du lịch trên địa bàn huyện Ninh Sơn ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục Con số hôm nay. 17.000 đến 20.000 đồng một ký, đây là mức giá trung bình của thanh long Bình Thuận vụ này tại các vựa trái cây. Theo so sánh, mức giá này cao hơn nhiều so với các năm trước. Đáng chú ý, vào hồi đầu tháng 6, giá thanh long chính vụ mua tại vườn ở Bình Thuận đạt mức kỷ lục 30.000 đồng một ký, thậm chí có ngày tăng lên đến 32.000 đồng một ký. Hiện tỉnh Bình Thuận đã có chỉ dẫn địa lý cho trái thanh long với nhãn hiệu Bình Thuận Dragon Fruit và hình ảnh trái thanh long sang 14 nước và vùng lãnh thổ có thị trường tiềm năng, qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu và chất lượng của vùng trồng thanh long đặc trưng này. Đến nay đã có 12 nước và vùng lãnh thổ đồng ý bảo hộ nhãn hiệu dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể như Mỹ, Anh, Hà Lan, Đức, Nhật Bản. Theo đánh giá, thu nhập của người nông dân 6 tháng đầu năm 2019 cao hơn năm 2018 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng do Trung Quốc gia tăng tiêu thụ chính ngạch. Lợi nhuận trung bình là 200 triệu đồng một hecta nếu chỉ tính với giá 15.000 đồng một ký thanh long. Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, Úc. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân nông thôn, chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Thông qua đó, chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực nông thôn. Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng đã có những kết quả đáng khích lệ khi Lâm Đồng thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới. Để công cuộc xây dựng nông thôn mới tiếp tục mang lại hiệu quả bền lâu, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng cần có thêm những giải pháp gì, nhất là trong giai đoạn sau năm 2020? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi sau đây với ông Nguyễn Đình Khoát, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng. Mời quý bà con cùng theo dõi. Thưa ông có thể cho mọi người được biết mục tiêu mà chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ đề ra trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là giai đoạn sau năm 2020 là gì ạ? Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ấy, rất quán với cái quan điểm chương trình xây dựng nông thôn mới là trọng tâm xuyên suốt để thực hiện cái chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị cả xã hội. Cái thứ hai đó là về chương trình xây dựng nông thôn mới thì là thường xuyên liên tục có điểm đầu nhưng mà không có điểm kết thúc. Và đối với chương trình xây dựng nông thôn mới thì phải luôn luôn được nâng cao chất lượng để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Giải pháp để chúng ta thực hiện những mục tiêu đó trong giai đoạn sắp tới là gì ạ? Phải tập trung vào mấy cái giải pháp trọng tâm sau đây. Thứ nhất là về cái bộ máy tổ chức ấy, thì tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo các cấp. Thứ hai là về các cái cơ quan mà giúp việc thì cần phải theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục triển khai sâu rộng cái phong trào thi đua Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Và trong đó thì cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở chiếm vai trò rất là quan trọng. Tiếp tục phải rà soát các cơ chế chính sách bổ sung xây dựng mới, đặc biệt là triển khai các cái chương trình dự án trực tiếp phục vụ cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục nghiên cứu phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, phát triển cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng và phát triển cái chương trình mỗi xã một sản phẩm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác vào đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.